Cách đây ít ngày, ca sĩ Tóc Tiên đăng tải hình ảnh diện trang phục mỏng như xương trên trang Instagram cá nhân thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không cần hở ra thịt, người đẹp khéo khoe đường gợi cảm cùng hình xăm bên hông đùi lấp ló sau lớp vải mỏng manh nhờ cách tạo dáng chụp ngược sáng. Bức ảnh của ca sĩ 29 tuổi nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Đây không phải lần đầu Tóc Tiên gây xôn xao mạng xã hội với trang phục xuyên thấu mỏng manh này. Trước đó, cô xuất hiện tại một sự kiện thời trang với bộ váy van mỏng, khoe trọn vòng một gợi cảm. Đông nghi khiến nhiều người hâm mộ suýt xoa khi diện bộ váy kết mạng lưới mỏng như xương, khoe trọn lưng trần và vòng một đầy táo bạo. Hoa hậu Kỳ Duyên từng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội khi diện bộ váy xuyên thấu mỏng tang được thiết kế cắt xẻ táo bạo. Bộ váy quá mỏng nhưng không làm khó hoa hậu khi tự tin khoe dáng với mốt không nổi y sexy đến nghẹt thở. Hoa hậu con nhà giàu, dâu Lee Nguyễn phô diễn đường cong trước hàng nghìn khán giả trong bộ cánh kết lưới mạng siêu mỏng. Để tăng thêm độ sexy, Khánh My diện bộ váy ngủ lụa mỏng ướt nhẹp tạo dáng ngược sáng, khoe trọn thân hình đồng hồ cát nóng bỏng. Nữ diễn viên 9X khiến người đối diện nhìn không chớp mắt khi khéo khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ cánh lưới xuyên thấu. Thánh nữ thả rông, Ngân 98 tận dụng trang phục khoe triệt để vòng ba cực sexy. Phi Thanh Vân đốt mắt người hâm mộ khi tung bộ ảnh diện váy ngủ mỏng tang dưới bể bơi. Tách, sao Việt váy mỏng như xương, sao Việt váy mỏng tang, Tóc Tiên, Đông Nhi, Ngân